Dạ thưa cô chú và các bạn, đây là máy ấm Titi. Hiện tại có một em cún nó bị lạc ở dưới quận Tư, con nằm một mình bơ vơ ở trên cái cầu luôn. Thì được một bạn gái nhà ở quận Tư phát hiện và giúp đỡ cho con về. Đăng bài mấy ngày nay trên Facebook cho mọi người, không có ai nhận em hết á. Bởi vậy bây giờ bắt buộc phải đón con về máy ấm. Em rước bé mà chị, này là bé cháu quận Tư bị đi lạc. Hai ngày nay kiếm chủ, đăng bài kiếm chủ mà không có. Giờ tạm thời cho bé về máy ấm. Tạm thời cho bé về máy ấm. Chờ tìm chủ sau. Chung bé hiền, hơi nhát. Rồi tạm thời cho bé về mới ấm, đi về mới ấm nha con ha. Nhìn bé rất là hay, rất là dễ thương hiền. Ngoan nè, con ngoan nha. Em rước bé mà chị, này là bé cháu quận Tư bị đi lạc. Hai ngày nay kiếm chủ, đăng bài kiếm chủ mà không có. Giờ tạm thời cho bé về máy ấm. Tạm thời cho bé về máy ấm. Chờ tìm chủ sau. Chung bé hiền, hơi nhát. Rồi tạm thời cho bé về mới ấm, đi về mới ấm nha con ha. Nhìn bé rất là hay, rất là dễ thương hiền. Ngoan nè, con ngoan nha. Xin chào cô chú và các bạn, lời đầu tiên tôi xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc. Hiện tại bé cún lạc ở quận Tư đã về đến máy ấm rồi cô chú và các bạn. Bây giờ những em cún ở máy ấm Titi đang vội vã nè, nôn nao háo hức chạy ra để xem bạn mới của mình là ai. Vì đây là một bé cún mới nên đầu tiên mình phải cách ly bé vô một cái chuồng riêng để bé tập làm quen với cuộc sống mới ở đây. Và để bé nó không bỏ đi cô chú và các bạn, mặc dù ở máy ấm đã được bao bọc rất là kín, có camera ở khắp nơi để theo dõi cuộc sống của bé cún. Nhưng mà nhiều khi có những em cún nó đào cái lỗ nó chui ra ngoài luôn đó mọi người. Do đất ở đây là đất ruộng nên các bé có thể đào đi. Bây giờ là chồng Ti đang tìm cách để đưa con vô vì bé nó mới. Nếu mà mình bế lên bây giờ thì những bé cún khác nó sẽ cắn bé cún đó. Và bé cún đó nó quay qua nó cắn mình bất ngờ. Đó là những cái hiểm nguy mà ở máy ấm cứu hộ là rất là dễ bị vướng phải luôn cô chú và các bạn. Hiện tại thì bé đã được vô chuồng cách ly rồi. Và đây là bé cún lạc ở quận Tư, Ti có đăng bài lên để tìm chủ cho em. Nếu như mà bạn nào có mất em cún này á thì liên hệ với Ti thì Ti cho nhận lại nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.